Ok, uh, Jimmy có cái ý tưởng này và Jimmy ngày hôm nay muốn hỏi cái ý kiến đóng góp của Quên Chị coi có phải là một cái ý tưởng, một cái good idea mà Quên Chị có muốn uh, Jimmy uh, chia sẻ hay không? Jimmy có ý tưởng này là Jimmy muốn tạo một cái series uh, nói chung là series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cho đến khoảng chừng 40, 50 gì đó nhưng mà cái ý tưởng của Jimmy đó là tâm sự cùng Jimmy Quý anh chị biết đó là trong cái ngành nghề cryptocurrency này, trong cái vấn đề mà đầu tư đó, trên thực tế chị mì là trải qua rất là nhiều cái thử thách. Chị trải qua rất là nhiều cái phần thất bại, bị the scene mà chị mì không thể nào show cho tất cả mọi người được. Và sau đó chị mì cũng học được rất là nhiều cái bài học triệu đô rất là giá trị. Mà đôi khi đó, quý anh chị biết đó là mình tìm những cái người bạn thật sự thì mình tìm không đầu năm ngón tay nói chung là có rất là nhiều người bạn nhưng mà mình nghĩ tới những cái người mà bạn mà thực sự ra thân với mình á, cũng không có được nhiều cho mấy thì nhiều khi mình có những cái tâm sự nhiều khi mình có những cái passion mình không biết chia sẻ với ai và đôi khi khi mình biết là những cái tâm sự đó những cái bài học đó nó rất là giá trị đôi khi khi mình muốn chia sẻ với những cái người bạn rất là thân để chia sẻ những cái điều đó thì uh, Jimmy có cái ý tưởng này Jimmy muốn tạo ra cái tâm sự cùng Jimmy Để chia sẻ những cái bài học Về ví dụ như là bài học về game file Bài học về đầu tư Những cái đồng tiền điện tử như, như, thế nào Và những cái thất bại behind the scene Mà đôi khi vào thời điểm đó đó Mình muốn giống như là mình muốn complain Nói chung là không biết quý anh chị có, có khi nào mình thua thua tiền uh, Cho những cái đồng khôn Hay là mình mình bị những cái lỗi ngu À, hay là những cái lỗi mà mình 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 bị phải nó tốn tiền của mình mà mình ước gì người nào đó có thể sâu cho mình nói chung là chim mày muốn chia sẻ những cái nỗi niềm đó chim mày muốn chia sẻ những cái tâm sự đó những cái những, những cái những cái âu lo đó cũng như là những cái bài học giá trị từ những cái đó tới tất cả mọi người nói chung là khi mày muốn muốn trò chuyện với tất cả mọi người bằng qua những cái video À, rất là thực tế đây không phải là những cái value video mà chim chim chia sẻ hàng ngày nhưng mà đó là những cái tâm sự mà chim mày không thể nào nói được ở trên cái cái phần channel này chim mày muốn coi không biết cái này có phải là một cái good idea để cho mọi người có muốn nghe hay không chim mày muốn lon cái này có thể là khoảng chừng đầu tháng 5 hay là giữa tháng 5 nhưng mà cái ý tưởng đó là chim mình muốn là mỗi thứ bảy lúc 9 giờ tối chim mình sẽ release cái video tâm sự cùng chim chia sẻ những cái nỗi liên niềm chia sẻ những cái um, vấn đề mình chán nạn ở trong cái thị trường như thế nào những cái điều mà mình muốn thị trường thay đổi ra sao và những cái điều mà mình học được giá trị tới với những cái người bạn như là quên chị trên cái channel này thì đó là những cái ý tưởng của jimmy thôi đó thì nếu quên chị cảm thấy đây là một cái good idea đây là một cái điều mà ô oh, jimmy nên làm những cái điều này à, tất cả mọi người rất là muốn nghe thì nếu ai mà thực sự thấy cái này good idea mà và muốn nghe và muốn có được cái series tâm sự cùng Jimmy thì có thể là comment ở dưới cho Jimmy biết được là yes hoặc là good idea hay gì đó cho Jimmy biết được tại vì thực sự ra Jimmy tạo ra những cái này là cho tất cả mọi người cũng muốn có được những người bạn để tâm sự còn, còn nếu mà quý anh chị à, uh, Jimmy cảm thấy không đủ comment hay là không thấy là một cái good idea thì để coi cho Jimmy coi lại có thể là giữ lại những cái bài học đó cũng như là những cái kinh nghiệm đó cho bản thân uh, của mình ok quý anh chị nha thì nói chung đây là những cái idea Jimmy tô ra ngoài thôi thì không biết quý anh chị như thế nào thể giúp cho Jimmy có thể comment ở dưới um, like cái video này comment ở dưới cho Jimmy biết được cái uh, idea cũng như là cái cảm nghĩ của quý anh chị như thế nào ok uh, và những cái idea thường thường good hình thành cũng bằng những cái ý tưởng nhỏ và sau đó từ những cái comment của quý anh chị đóng góp uh, và Jimmy, mục tiêu của Jimmy chỉ là duy nhất là làm sao mang những cái giá trị từ những cái thất bại, từ những cái kinh nghiệm của mình cũng như là từ những cái complaint của mình tới cho quý anh chị để quý anh chị không bị những cái lầm lỗi đó và có thể đầu tư thông minh